Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với series học theo vi tính cơ bản bằng phần mềm Wacom. Bài phía trước thì chúng ta đã học được cách kiểm tra cái mẫu thiêu như thế nào. Hôm nay ở bài này Lâm sẽ giới thiệu đến các bạn những cái công cụ vẽ và cách để chúng ta convert những cái nét vẽ sang cái mẫu thiêu. Đầu tiên, để đi thẳng vào vấn đề luôn, thì mình sẽ giới thiệu các bạn chúng ta sẽ có các công cụ vẽ như trên con trỏ máy tính của Lâm đang di chuyển. Đầu tiên chúng ta sẽ lập đường line. Nó dùng để vẽ đường thẳng có hai điểm. Chúng ta lít vào và vẽ ra một cái đường thẳng nha. Giới thiệu hết toàn bộ, sau đó Lâm sẽ chỉ cho các bạn cách để chúng ta convert. Sau khi vẽ xong, chúng ta không cần enter, chỉ cần lít hai điểm là nó tự động vẽ cho chúng ta. Công cụ thứ hai đó chính là công cụ Polyline. Công cụ Polyline này thì dùng để vẽ cái đường thẳng và đường cong có nhiều điểm. Công cụ này thì chúng ta sẽ không cần phải nối nó lại vẫn được nha. Nếu như mà chúng ta convert qua, nó vẫn convert được. Ở đây Lâm sẽ vẽ một cái vòng cung đi. Gần giống hình cái vòng tròn á. Sau khi tới đây, các bạn enter. Vẫn giống như mở các bài trước, nít chuột phải sẽ là đường cong, nít chuột trái sẽ là đường thẳng. Các bạn cứ nhớ vậy. Tiếp theo sẽ là cái ellipse. Cái hình ellipse này dùng để vẽ hình ellipse và hình tròn. Các bạn lít vào cái ellipse. Chúng ta lít chuột trái một cái. Sau đó nếu như chúng ta muốn vẽ hình tròn thì chúng ta enter hai lần. Đó, thì nó đã vẽ ra cho chúng ta một cái hình tròn. Nếu như chúng ta muốn vẽ một cái hình ellipse thì chúng ta lít trái một cái. Sau đó lít trái một lần nữa. Nó sẽ dẫn ra cho chúng ta một cái vòng cung. Chúng ta tự đo những cái hình mà chúng ta phù hợp và vừa với kích thước của chúng ta thì chúng ta lít trái một lần nữa. Sau đó các bạn enter. Chúng ta đã vẽ ra được một cái hình ellipse. Công cụ tiếp theo đó chính là Rectangle. Dùng để vẽ hình chữ nhật và hình vuông. Chúng ta lít trái một cái. Sau đó các bạn vẽ ra. Nếu vẽ hình vuông thì các bạn đè phím Ctrl. Lít một cái nữa là chúng ta sẽ được cái hình vuông. Lưu ý một điều là khi mà chúng ta vẽ hình vuông thì các bạn sẽ đè phím Ctrl. Còn nếu như mà hình tròn cũng vậy, chúng ta vẫn có thể đè Ctrl hoặc là chúng ta enter hai lần là nó sẽ ra cái hình tròn. Thì sau khi mà chúng ta đã biết về những cái công cụ vẽ này, nó cũng tương tự như là phần mềm Photoshop hay Illustrator hay là bất cứ một cái phần mềm nào đó, thì nó cũng tương tự những cái công cụ vẽ này thôi. Thì chúng ta muốn convert nó sang cái mẫu thiêu, một cái object thiêu thì chúng ta sẽ làm sao? Các bạn lít chọn Select Object. Chúng ta chọn cái phần mà chúng ta muốn chuyển sang, muốn convert sang mẫu thiêu. Lít phải tại điểm đó, chúng ta chọn convert. Nếu như các bạn muốn chuyển sang cái đường ring, đường này theo gọi là đường ring, là đường chỉ đơn á, thì bạn lít vào nó. Sau khi lít xong các bạn enter thì
thì nó sẽ chuyển về cái đường chỉ đơn cho các bạn, bạn thấy ở trên màn hình. Đến cái đường polyline, chúng ta cũng chọn nó, chọn select object rồi chọn cái hình đó, click phải luôn, chúng ta chọn convert. Thì ở đây có rất là nhiều thứ để chúng ta chọn, color fill nè, fusion fill nè, input c này, rồi đường run, rồi đường motif run, các bạn tùy ý các bạn chọn. Nếu như mà chúng ta chọn thử cái color fill thì sao nhé. Sau khi chọn color fill các bạn enter thì nó sẽ tạo ra một cái mẫu fill cho các bạn luôn, các bạn thấy không? Đến cái hình tròn, các bạn nhớ một điều là chúng ta phải chọn select object rồi chúng ta click vào mới được cái hình đó nha. Nhiều bạn khi mà chúng ta đang ở cái mẫu fill, chúng ta click vào cái mẫu fill khác hoặc cái hình khác thì sẽ không được. Nhớ chúng ta cứ click vào select object. Tiếp tục chúng ta click phải, chọn convert. Cái này chúng ta sẽ chọn là input c thì xem sao nhé. Sau đó enter. Đó, thì input c là đường viền. Hình ellipse chúng ta thử chọn input c luôn mà chuyển nó sang, để chuyển nó từ mũi tatami sang cái mũi satin. Các bạn thấy mũi này là mũi tatami này không, nó đang chọn tatami. Chúng ta chọn select object, click chọn vào cái object đó, chúng ta chuyển sang cái mũi satin này, click ở trên này đó, thì nó sẽ chuyển sang cái mũi satin cho chúng ta. Đến cái hình chữ nhật, chúng ta click phải, chọn một cái bất kỳ ở trong này thử, tâm sẽ chọn bắt tiếp, enter, đó nó sẽ ra một cái hình. Đến cái hình vô, chúng ta cũng click phải và convert. Thì lúc nãy Lâm quên một cái công cụ nữa, đó chính là cái công cụ polygon nha. Công cụ polygon này thì nó dùng để vẽ cái đường khối. Công cụ này nó khác ở công cụ polyline, là chúng ta phải vẽ nó thành một cái hình khép kín lại nha. Polyline chúng ta không cần vẽ nó chính lại với nhau luôn, không cần. Nhưng mà polygon thì các bạn phải vẽ nó dính lại nha, mà lưu ý điều đó. Sau khi vẽ xong các bạn enter. Vẫn giống như cũ, chúng ta tiếp tục click phải, chọn convert và chọn một cái công cụ thiêu mà chúng ta mong muốn. Ở đây mình chọn input c tiếp. Sau khi chọn xong các bạn enter là nó sẽ tự động hiện ra. Vậy là bài học tìm hiểu về cái công cụ vẽ của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn.